Thưa quý vị và các đồng chí, thời gian qua, dù cơ quan chức năng đã có nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh các cơ quan tư pháp như công an, viện kiểm sát, tòa án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng vẫn có không ít người sập bẫy của các đối tượng. Đa phần thường là những người lớn tuổi, ít được tiếp cận về công nghệ, cập nhật thông tin về công nghệ cũng như cập nhật thông tin về xã hội, báo chí. Khi xảy ra vụ việc, nạn nhân bị các đối tượng giả mạo gọi điện uy hiếp về tinh thần nên không dám trình báo, gây khó khăn đến công tác điều tra, xử lý. Ngày 3 tháng 5 năm 2024, bà N, 66 tuổi, trú tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, đến trụ sở ngân hàng Agribank chi nhánh Hàm Thuận Bắc làm thủ tục rút số tiền gửi tiết kiệm trong tài khoản là 3 tỷ 200 triệu đồng để chuyển qua một tài khoản ngân hàng khác. Phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ cùng với số tiền rút lớn nên nhân viên ngân hàng Agribank tạm ngưng các thủ tục giao dịch, đồng thời điện báo và đề nghị công an thị trấn Ma Lâm hỗ trợ xác minh. Khi tôi nhận hồ sơ thì nhận thấy là khách hàng có những biểu hiện là rất là lo lắng và có nhiều cuộc điện thoại gọi cho khách hàng, là khách hàng rất là sốt sắng gọi điện thoại nghi liên tục. Thì bởi vậy thì tôi thấy là nghi vấn nên có hỏi thăm khách hàng. Thì khách hàng có nói là cầm thế rút tiền để đưa vào tài khoản của chuyển đi tài khoản Vietcombank ở Phan Thiết. Thì đó tôi thấy biểu hiện không bình thường khách hàng nên là báo lãnh đạo và liên hệ với công an thị trấn Ma Lâm để lên phối hợp làm việc. Sau khi tiếp nhận thông tin từ ngân hàng Agribank chi nhánh Hàm Thuận Bắc thì công an thị trấn đã cử hai đồng chí có mặt ngay tại trụ sở cùng phối hợp cùng ngân hàng Agribank để xác minh làm rõ cái vụ việc trên. Qua quá trình làm việc thì nhận định thấy đây là có dấu hiệu là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên công an thị trấn cùng với ngân hàng Agribank đã có những cái biện pháp, những cái phân tích, giải thích, những thuyết phục, thì khách hàng cũng đã nhận ra đây là một chiêu lừa đảo của những đối tượng xấu. Qua quá trình làm việc, bà N cho biết được một đối tượng tự xưng là công an của bộ chủ động gọi điện thoại liên hệ với bà, thông báo với nội dung là bà N có liên quan đến một vụ án ma túy, nên yêu cầu bà N chuyển số tiền là 3 tỷ 200 triệu đồng để phục vụ điều tra. Cùng với thủ đoạn lừa đảo như trên, vào ngày 9 tháng 4 năm 2024, ngân hàng Agribank chi nhánh Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam phối hợp cùng công an xã Hàm Mỹ cũng đã ngăn chặn thành công một vụ việc tương tự. Bà D, trú tại xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, đến ngân hàng này yêu cầu rút 1 tỷ 800 triệu đồng từ tiền gửi tiết kiệm trước hạn để chuyển tiền cho một tài khoản ở ngân hàng khác. Thấy bà D có biểu hiện rất lo lắng, điện thoại luôn có người gọi tới thúc giục chuyển tiền, nhân viên ngân hàng suy đoán có thể khách hàng đang bị lừa, đã nhanh trí trì hoãn thực hiện giao dịch, đồng thời điện báo cho công an xã Hàm Mỹ để phối hợp giải quyết. Rồi nó điện cho cô, rồi sau là nó biểu cô lại vô trong cái phòng đóng kín lại, không cho ai nghe hết, với là không cho chồng nghe mà không cho cô nghe. Mà cái vụ việc này là lớn lắm, mình cũng nghĩ là thiệt. Xong nó kêu cô là kê khai tài sản để nó giữ tiền cho cô, rồi nó bắt cô thì mua một cái điện thoại điện thông minh đi, thì cô không có chịu mua, cô cứ nói qua nói lại biết á, nó nói chết mày đã như vậy rồi mà biểu mua còn nói qua nói lại nói tới nói lui thì không chịu mua nữa, bắt bà đi đêm nhốt mẹ 9-10 tháng, xong rồi nó mới biểu cô thì bây giờ cô ra hàng, cô rút tiền, cô chuyển vô cái tài khoản này. Có một số bộ phận mà người dân, nhất là những người mà lớn tuổi ở vùng nông thôn thì có thể là hạn chế về hiểu biết. Với lại lớn tuổi thì cái sử dụng mà công nghệ nó không có rành, thì là những cái khách hàng đó, những người dân đó thì là cái đối tượng mà để những cái đối tượng xấu là lừa đảo. Thì cái đối tượng lừa đảo hiện cái thủ đoạn lừa đảo hiện nay thì đa số là nó sẽ yêu cầu là cái người dân mà nếu mà có giao dịch với ngân hàng, có tài khoản ngân hàng thì sẽ cung cấp cái mật khẩu hay là gọi là cái OTP để mà đăng nhập vào cái hệ thống mà chuyển tiền. Thì khi mà mình cung cấp cái mật khẩu OTP đó thì nó sẽ lợi dụng cái mật khẩu đó để mà rút tiền của người dân. Dù đã có không ít vụ việc lừa đảo kiểu này được các ngành chức năng thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo từ trước, nhưng số lượng nạn nhân vẫn không ngừng tăng lên do thủ đoạn của bọn tội phạm lừa đảo ngày càng tinh vi và chuyên nghiệp. Agribank tỉnh Bình Thuận cũng đã có nhiều cái văn bản chỉ đạo đối với các chi nhánh
ở hai cũng như toàn bộ cán bộ công viên phải luôn luôn cảnh giác, ngăn ngừa những cái tội phạm về công nghệ cao. Thì cũng tiếp thu những cái vấn đề đó thì toàn bộ cán bộ công viên cũng đã cảnh giác. Nếu không có sự nhanh trí của nhân viên ngân hàng cũng như của lực lượng công an đã ngăn chặn kịp thời, thì tổng số tiền 5 tỷ đồng của hai nạn nhân trên đã được chuyển cho các đối tượng lừa đảo và không còn cơ hội để lấy lại. Cô rất là cảm ơn mấy cô ngân hàng lại mấy chú công an đã giúp cho cô vượt qua cái cảnh mất như thế này. Nếu mà không có mấy cô ngân hàng lại mấy chú công an này là trong cái ngân hàng đó thì cô sẽ mất hết. Và cô như gia đình cô sẽ không còn gì để lo cho chồng cho con. Thì đối với công an tỉnh Bình Thuận nói chung cũng như công an các huyện, khi có những cái vụ việc xảy ra qua điện thoại báo cáo với lãnh đạo của công an thì công an rất là kịp thời cùng với phối hợp với ngân hàng để gọi là có nghĩa là khai thác cũng như là từ những cái khách hàng đó, và từ đó cũng kịp thời để ngăn chặn nhiều vụ việc. Để tránh sập bẫy loại tội phạm này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, quan trọng nhất vẫn là ý thức phòng ngừa cảnh giác của người dân. Mọi người phải hết sức thận trọng, bình tĩnh trước những thông tin đe dọa, uy hiếp, phải dứt khoát từ chối làm việc qua điện thoại. Người dân là nên cảnh giác, và đặc biệt là những cái giao dịch mà liên quan tới tài khoản hoặc là ngân hàng, sổ tiết kiệm v.v. thì là người dân, là ngân hàng khuyến cáo là người dân cũng nên là đến trực tiếp trụ sở ngân hàng để mà cái thực hiện cái giao dịch, và mình không được phép cung cấp cái mật khẩu OTP đó cho bất cứ một cái người nào, ngay cả là cái người thân của mình hay là cán bộ ngân hàng có yêu cầu thì mình cũng là không có nên cung cấp. Khi mà người dân gặp những cái trường hợp này thì khuyến cáo đến bà con là nên nói với người thân và liên lạc với cơ quan chức năng gần nhất để thông báo và ngăn chặn kịp thời, tránh để xảy ra mất mát về tài sản đáng tiếc xảy ra. Trường hợp nhận được cuộc gọi tự xưng là công an, viện kiểm sát, tòa án mời làm việc thì phải yêu cầu gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập hợp lệ đến công an địa phương nơi mình cư trú. Khi có nghi vấn phải thông báo cho cơ quan công an gần nhất để xử lý. Người dân cũng cần thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời tuyên truyền đến người thân bạn bè về các thủ đoạn lừa đảo để tránh mắc bẫy của loại tội phạm này.